Xin Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Ma
Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy
Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Xin kính mời cộng đoàn đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm vía hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa có một Đức Chúa Trời là Đấng thượng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thần vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh an. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đấng Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy
sức trên hết mọi sự. Vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời chịu nan chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lối nghĩa cùng Chúa thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dâng lòng chưa cái bao nhiêu ơn Chúa thì con sẽ lãnh ra nghiệp tội cùng làm việc đền tội cho xứng đáng. Kính mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tất cả lễ nghi và ca nguyện chiều nay đều đưa chúng ta lên núi Sọ, đến chân thập giá, nơi vị thượng tế Chúa chúng ta đã tự hiến làm lễ vật duy nhất dâng lên Chúa Cha. Chính trong tột cùng khổ đau và cái chết của Chúa Giêsu mà thánh giá đã trở nên chớp đỉnh của tình yêu, một tình yêu mang lại cho nhân loại ơn cứu độ. Vì vậy, bước vào phụng vụ chiều nay, khi nhìn lên khuôn mặt bầm dập đầy máu và dơ bẩn bụi đất của Chúa Giêsu, mỗi tín hữu có thể nhận ra vẻ đẹp tuyệt hảo của tình yêu Thiên Chúa đang được ẩn giấu. Chúa mang lấy trên mình sự nhơ bẩn, tội lỗi của chúng ta để thanh tẩy chúng ta trong máu và tình yêu lớn lao của Ngài. Tham dự nghi thức giờ đây, xin tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa mở rộng cõi lòng, chạm đến tâm hồn của mỗi tín hữu để biến đổi tận căn con người chúng ta, cho chúng ta bước vào cuộc sống mới không thể hư hoại và bất tử, đồng thời thúc đẩy cuộc đời mỗi người được chuyển đổi thành dòng chảy của lòng Chúa xót thương, xoa dịu đi những đau khổ nơi những anh chị em đang gặp khó khăn và thử thách. Ước gì việc cử hành phụng vụ hôm nay khơi lớn trong tâm hồn chúng ta lòng biết ơn và tình yêu với Thiên Chúa, thúc đẩy chúng ta can đảm vác thập giá mình, bước theo Chúa Kitô, đấng đã đi trước chúng ta để tháp nhập chúng ta vào mầu nhiệm vượt qua của Ngài, là đường dẫn chúng ta tới sự sống, tới vinh quang đời đời. Giờ đây, kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng bước vào cuộc tưởng niệm thương khó của Chúa với tất cả tâm tình cảm mến và lòng biết ơn. Cộng đoàn chúng ta cùng hợp với linh mục chủ sự hồi tâm và cầu nguyện trong thinh lặng. Kính mời cộng đoàn quỳ. Kính mời cộng đoàn đứng.
Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui lòng cho con một chúa đồ mau đảo trên thập giá, để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người. Giờ đây xin Chúa nhớ lại tình thương ấy, mà thánh hoa và che chở đoàn con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài đọc 1. Bài ca đầy cảm xúc của tiên tri Isaiah chiều nay diễn tả hình ảnh người tôi tớ phải gánh chịu những đau thương tủi nhục cho nhân loại. Hình ảnh này hướng chúng ta về Đức Kitô, Đấng đã mang lấy những tội lỗi và khổ đau của chúng ta và đưa nó lên thập giá. Bài trích sách tiên tri Isaiah: Này tôi tớ ta sẽ được cao minh, sẽ vinh thăng tấn phát, cao cả tuyệt vời. Cũng như nhiều người đã kinh ngạc vì thấy người tàn tạ, mất hết vẻ người, nhung nhan người cũng không còn nữa. Cũng thế, muôn dân sẽ sửng sốt, các vua không còn biết nói chi trước mặt người, vì họ sẽ thấy việc chưa kể cho ai mình, sẽ biết điều mình chưa được nghe. Ai mà tin được điều chúng ta nghe? Và Chúa đã tỏ ra sức mạnh cho ai? Người sẽ lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non, như một rễ cây từ đất khô khan. Người chẳng còn hình dáng, cũng chẳng còn sắc đẹp để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ bên ngoài để chúng ta yêu thích. Bị người đời khinh rẻ như kẻ thấp hèn nhất, như kẻ đớn đau nhất, như kẻ bệnh hoạn, như bị người mặt khinh rẻ. Bởi đó chúng ta không kể đến người. Thật sự người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại coi người như kẻ phong cùi, vì Thiên Chúa đánh phạt mà làm cho nhục họ. Như người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta, người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lang thang như chiên cừu, mỗi người một ngã. Chúa đã chất trên người tội ác của tất cả chúng ta. Người hiến thân vì người tình nguyện, mà không mở miệng như con chiên bị đem đi giết, và như chiên non trước mặt người xén lông, người thình lặng chẳng hé môi. Do cưỡng bách và an lành, người đã bị tiêu diệt, ai sẽ còn kể đến dòng dõi người nữa? Bởi vì người đã bị khai trừ khỏi đất người sống, vì tội lỗi dân ta, ta đành phạt người. Người ta định đặt mộ người giữa những kẻ gian ác, nhưng khi chết, người được chôn những kẻ giàu sang. Mặc dù người đã không làm chi bất chánh, và miệng người không nói lời gian dối, Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tự. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thỏa mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của ta sẽ công chính hóa nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Bởi đó, ta trao phó nhiều dân cho người, người sẽ chia chiếm lợi phẩm với người hùng mạnh. Bởi vì người đã hiến thân chịu chết và đã bị liệt vào hàng phạm nhân, người đã mang lấy tội của nhiều người và đã cầu bầu cho các phạm nhân. Đó là lời Chúa. Thank you.
bài đọc 2. Thư Do Thái cho thấy Đức Kitô con Thiên Chúa, vị thượng tế cao cả, đã phải chấp nhận khổ nhục để trở nên căn nguyên ơn cứu độ cho chúng ta. Vì vậy, người có thể cảm thông với những đau khổ yếu hèn của chúng ta. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, chúng ta có một thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Đức Giêsu con Thiên Chúa. Nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng không phải chúng ta có thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Trái lại, người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, khi còn sống ở đời này. Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên đấng có thể cứu mình khỏi chết. Và vì lòng thành kính, người đã được nhậm lời. Dầu là con Thiên Chúa, người đã học vâng phục do những đau khổ người chịu. Và khi hoàn tất, người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục người. Đó là lời Chúa. Cùng các môn đệ sang bên kia suối Cê-rôn. Ở đây có một khu vườn, người vào đó với các môn đệ. Giu-đa tên phản bội đã biết rõ nơi ấy, vì Chúa Giê-xu thường đưa các môn đệ tới đó hội họp. Vậy Giu-đa dân đội binh và linh gác do các thượng tế và biệt phái cấp cho, chúng đến đây mang theo đèn đua và võ khí. Chúa Giêsu đã biết trước mọi việc sẽ xảy đến, người tiến ra và hỏi chúng rằng: các ngươi tìm ai? Chúng thưa rằng: người vừa nói chính là ta đây, thì chúng lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng một lần nữa rằng: các ngươi tìm ai? Chúng thưa rằng: tìm Giê-xu Na-za-rết. Người liền đã rằng: ta đã bảo các ngươi rằng chính là ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm ta thì hãy để cho những người này đi. Như thế là trọn lời đã nói,
nhưng kẻ cha đã ủy cho con không làm mất người nào. Bây giờ Simon Phêrô săn thanh gươm liền rút ra đánh tên đầy tớ vì thường tê và chém đứt một bên tai phải đầy tớ ấy tên là Màn Cổ. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng: hãy xỏ gươm vào vỏ, ta không uống chén ta cha ta đã ban cho ta sao? Bây giờ đội binh, viên quan chức và linh gác của người Do Thái bắt trói người và trước hết điều người đến nhà Anna, vì ông này là nhạc phụ ông Caipha làm thường tê năm ấy. Chính Caipha đã giúp ý kiến này cho người Do Thái, một người chết cho cả dân được nhờ. Nhưng Simon Phêrô và môn đệ khác vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ này quen biết vì thường tê nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vì thường tê, còn Phêrô thì ở lại gần cửa. Môn đệ khác vì quen biết vì thường tê nên ra nói với đưa giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Đưa tớ gái giữ cửa liền bảo Phêrô rằng: không. Phêrô đáp rằng: không phải đâu. Bọn đầy tớ và linh gác đã nhóm một đống lửa, họ đứng đây mà sưởi vì trời lạnh. Phêrô cũng ở đây sưởi với họ vì thường tê hỏi Chúa Giêsu về các môn đệ và giáo lý của người. Người đáp lại rằng: tôi đã giảng công khai cho mọi người, tôi đã luôn luôn giảng trong các hội quán và đền thờ, nơi mọi người Do Thái họp nhau. Tôi không nói gì bí mật cả, sao lại hỏi tôi? Hãy hỏi những kẻ nghe tôi nói, họ biết tôi nói những gì. Nghe nói thế, một tên linh gác đứng ở đó vả người một cái nói rằng: ngươi dám trả lời vị thượng tế như vậy sao? Người liền đáp lại rằng: nếu tôi nói sai thì hãy tỏ ra sai ở chỗ nào, nếu tôi nói phải thì sao lại đơn tôi? Bây giờ Anna để người bị trói mà dân tơi thường tê khai pha, Phêrô vẫn ở đây sưởi. Có người hỏi Phêrô rằng: cả ông nữa, có phải ông cũng là môn đệ Giêsu? Phêrô nói rằng: không phải đâu. Một tên đầy tớ vì thường tê có họ với người đầy tớ bị Phêrô chém đứt tay, bảo Phêrô rằng: tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn với ông ấy sao? Một lần nữa Phêrô lại trôi và tư thì gà liền gáy. Bây giờ họ điều người từ nhà Caipha đến cổng đường
trời đã sáng. Người Do Thái không vào công đường vì sợ nhơ bẩn và không thể ăn mừng lễ vượt qua được. Vậy Phi-la-tô phải ra ngoài đón họ và hỏi rằng: các ngươi tố cáo người này về tội ơi chi? Chúng đáp lại rằng: người sẽ phải chết cách nào? Phi-la-tô liền vào trong công đường gọi Chúa Giê-xu và hỏi người rằng: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp rằng: từ ý quan nói điều ấy hay là quan đã nghe ai nói về tôi? Phi-la-tô trả lời rằng: tôi có phải là người Do Thái đâu, nhưng người trong nước ông và các vị thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã là ông chi? Chúa Giê-xu đã rằng: nước tôi không thuộc về thế gian này. Giả như nước tôi thuộc về thế gian này thì quân đội của tôi đã chiến đấu để tôi thoát khỏi tay người Do Thái. Nhưng không, nước tôi không thuộc về thế gian này. Bây giờ Phi-la-tô hỏi người rằng: ông là vua sao? Chúa Giê-xu đáp lại rằng: phải, tôi là vua. Vì thế tôi đã sinh ra và đã xuống thế gian là để làm chứng cho sự thật. Ai hâm mộ sự thật thì nghe tôi. Phi-la-tô lại hỏi rằng: sự thật là chi? Nói thế rồi, Phi-la-tô lại ra bảo dân Do Thái rằng: ta không thấy người này có lý do gì đáng lên án, nhưng trong dịp lễ vượt qua vẫn có lệ tha một người. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các người không? Bây giờ chúng kêu lên rằng: Phi-la-tô lại truyền điều Chúa Giê-xu đến và cho hành hạ người. Bọn lính bèn một vòng gai đặt trên đầu người và khoác cho người một áo đỏ. Chúng đến gần người nói rằng: rồi chúng vả mặt người. Phi-la-tô trở lại và bao dần rằng: các ngươi hãy coi, ta dẫn người này ra ngoài để các ngươi biết, ta không thấy nơi người này
Giêsu đi ra, đầu còn đội vòng gai và mình còn khoác áo đỏ. Phi-la-tô bảo rằng: Này là người. Ca thường tê và linh gác thấy người liền kêu lên rằng: Do Thái trả lời rằng: Chúng tôi có luật và cứ theo luật ấy thì nó phải chết, vì nó đã tự xưng mình là con Thiên Chúa. Nghe vậy Phi-la-tô càng thêm sợ hãi, ông lại vào công đường hỏi Chúa Giêsu rằng: Quê ông ở đâu? Nhưng Chúa Giêsu không đáp lại lời nào. Bây giờ Phi-la-tô bảo người rằng: Ông không trả lời tôi hay sao? Ông không biết tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông trên thập giá. Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu từ trên chẳng ban cho ông thì ông chẳng có quyền gì đối với tôi. Vì thế kẻ nộp tôi cho ông thì nặng tôi hơn ông. Từ đó Phi-la-tô tìm cách để tha Chúa Giêsu, nhưng dân Do Thái lại kêu lên rằng: Nếu ông tha nó thì ông không phải là kẻ nghĩa thiết của hoàng đế. Ai tự xưng là vua, tức là kẻ thù của vua. Nghe lời ấy, Phi-la-tô truyền đưa Chúa Giêsu ra ngoài. Ông ngồi trên tòa cao gọi là Ly Thô Chô Tô, tiếng Do Thái gọi là Ga Bà Thà. Hôm đó là ngày áp lê vượt qua, vào khoảng 12 giờ trưa, Phi-la-tô bảo dân Do Thái rằng: Đây là vua các ngươi. Chúng đáp lại rằng: Em đi, đóng đinh nó vào thập giá. Phi-la-tô trả lời rằng: Giết vua các người. Thường tê đáp lại rằng: Chúng tôi chỉ có một hoàng đế là Caesar. Rồi Phi-la-tô trao người cho chúng đem đi đóng đinh. Chúng điều người đi, người phải vác lấy thập giá, tiến về một nơi gọi là núi Sọ, tiếng Do Thái gọi là Gôn-gô-tha. Ở đó chúng đóng người trên thập giá cùng với hai người khác, mỗi người một bên, Chúa Giêsu ở giữa. Phi-la-tô thảo một bàn án và truyền đóng trên thập giá. Bàn án ấy ghi rằng: Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Có nhiều người Do Thái đọc bàn án ấy vì nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh ở gần thành.
bản án ấy lại được viết bằng tiếng Hy Ba, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Vậy ca tường tê Do Thái đến thưa Phi La Tổ rằng: làm bốn phần, mỗi người một phần. Chúng lấy cả áo lót, nhưng áo lót không có đường manh, và là tâm nguyên từ trên xuống dưới. Chúng liền bao nhau rằng: chọn lời kinh thành rằng chúng đã chia nhau áo và rút thăm áo lót, và quân linh đã làm như vậy. Đứng gần thập gia Chúa Giêsu thì có mẹ người bà Maria Leopha là chị em với mẹ người và Maria Magdalena. Thấy mẹ người và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giêsu thưa mẹ rằng: Thưa bà, này là con bà. Rồi người bảo môn đệ: mọi sự đã hoàn tất, và để chọn lời sai thánh, người nói rằng: Ta ở đây có một bình đầy dâm. Người ta liền lấy miếng bọt bề thâm dâm chua, rồi buộc vào mũi đồng mà đưa lên cho người. Nên một chút dâm, đoàn Chúa Giêsu nói rằng: Mọi sự đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống tạ thờ. Là ngày áp lễ và không muốn để xác trên thập giá ngày Sa-bát, vì là ngày đại lễ, người Do Thái xin Phi-la-tô cho đâm dập ông chân như người bị tử hình và thao xác xuống. Bọn linh liền đến đánh dập ông chân người thứ nhất, rồi người thứ hai, cả hai bị đóng đinh với người. Đến gần Chúa Giêsu thấy người đã chết, chúng không đánh dập ông chân người nữa, nhưng có một tên linh lấy ngọn mác mà đâm vào cánh sườn. Tức thì nước và máu chảy ra, kẻ đã xem thấy việc này đã làm chứng, và chứng của người thì thật, và người ấy biết rằng mình đã nói thật,
để anh em cùng tin. Mọi việc đó xảy ra để chọn lời kinh thánh rằng người ta chẳng đánh dập cái xương nào của người, và lời này rằng chúng nhìn xem người chúng đã đâm. Kế đó Giuse Arimathea, một môn đệ của Chúa Giêsu nhưng là môn đệ trong bóng tối, vì sợ người Do Thái đến xin Phi-la-tô cho tháo xác Chúa Giêsu xuống. Phi-la-tô cho phép, ông liền đến và cất xác người. Ni-cô-đê-mô cũng đến, ông này trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông mang một bình trộn dầu và thuốc thơm đổ 100 cân. Họ hạ xác Chúa Giêsu xuống, sức thuốc thơm và niềm trong khăn, theo cách thức người Do Thái thường làm. Ở chỗ Chúa Giêsu bị đóng đinh có một thua vườn, và trong vườn ấy có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất người nào. Vì là ngày giòn lễ của người Do Thái, và vì ngôi mộ ấy rất gần, nên họ an táng người ở đó. Kính mời cộng đoàn ngồi. Thưa quý ông bà, anh chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, chúng ta vừa nghe bài Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta thấy cái hành trình khổ giá của Ngài. Chắc chắn chúng ta đứng lâu, chúng con có mỏi chân không? Chúng ta đứng lâu, chúng ta mỏi chân, chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Và đó cũng là một những cái dấu hiệu của cái sự đau khổ. Rồi trong cuộc đời của chúng ta cũng còn rất là nhiều cái đau khổ khác. Có nhiều người đau khổ vì mất tiền, mất bạc. Có người đau khổ vì thất mùa. Năm được mùa thì lại mất giá, năm được giá thì nó lại mất mùa. Rồi đau khổ, rồi đau khổ vì gia đình, vì con cái không vâng lời, bất hiếu, không hòa thuận. Rồi còn nhiều cái đau khổ khác. Học sinh thì đau khổ vì thi rớt, học bài thì bị điểm kém, bị các bạn nghỉ chơi. Rồi người làm ăn trên thương trường thất bại cũng đau khổ, rồi thất tình cũng đau khổ. Thế nhưng mà chúng ta suy nghĩ lại xem những cái đau khổ đó so với những cái đau khổ của Chúa Giêsu có đáng là gì. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta có bao giờ đau khổ đến nỗi mà muốn chết được không? Chúng ta thử thắc mắc và sự nhìn lại cuộc đời mình, có bao giờ mình đau khổ mà mình muốn chết không? Cũng có những người đến cái đường tận cùng, suy nghĩ đến cái chết, vì mình thấy mình đau khổ quá, mình không có vượt qua được. Cũng có đó. Thì tất cả những cái đau khổ trong cuộc đời này, nó cần được chúng ta giải quyết, cần được chúng ta vượt qua. Và chúng ta nhớ, qua đau khổ mới vào vinh quang. Chúa Giêsu cũng vậy, mặc lấy thân phận con người, Ngài đã hạ xuống từ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, trở nên phàm nhân, sống như người trần thế, mặc lấy thân xác con người, chịu mọi sự sỉ nhục mà chúng ta nghe trong cái bài Thương Khó hôm nay. Sỉ nhục, rồi
bị nhổ nước miếng, rồi bị đánh đòn, bị tra tấn, rồi vác thập giá, rồi chịu đóng đinh và chết trên thập giá. Thực hiện cái sứ mạng vua cha trao ban cho nhân loại. Thì trong cái tuần thánh này, giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm tất cả những cái sự đó, những cái sự đau khổ của Chúa Kitô, để rồi chúng ta so sánh, chúng ta nhìn lại với những cái đau khổ của mình, để chúng ta cùng hiệp thông với cái sự đau khổ của Chúa trên thập giá. Và qua đó, nhờ thập giá Chúa Kitô, Chúa đã biến thập giá để trở thành thánh giá. Thì Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy biến những cái đau khổ thập giá cuộc đời hàng ngày của chúng ta, đời thường của chúng ta, để biến thành thánh giá của Chúa, thánh giá cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và cái tiến trình đó gọi là cái tiến trình nên thánh, biến đổi những đau khổ trở thành cái niềm vui, biến đổi những đau khổ trong cuộc đời để cho cuộc đời của mình tươi sáng hơn, biến đổi những cái khổ đau trong cuộc đời của mình để làm cho gia đình của mình, làm cho cộng đoàn của mình, làm cho xã hội của mình, làm cho giáo hội của mình thăng tiến hơn. Và đó là cái tiến trình mà Chúa mời gọi chúng ta. Cho nên đau khổ có là gì? Và cho dù đau khổ có là gì đi nữa, thì với tình yêu, chúng ta đều có thể biến cái đau khổ đó trở thành niềm vui, trở thành hạnh phúc. Có những người chấp nhận đau khổ để cho cái người thân của mình được hạnh phúc. Có đó, vẫn hiện diện trong cuộc đời thường ngày của quý ông bà anh chị em thôi. Cha mẹ muốn cho con cái mình hạnh phúc, cho nên đâu có tiếc gì thức khuya dậy sớm đi làm vất vả cỡ mấy cũng vì con cái, vì gia đình, sẵn sàng hy sinh vượt qua tất cả. Đấy, học sinh cũng vậy, muốn cho mình đạt được điểm đậu thì cũng phải rèn luyện, phải trau dồi, phải khổ công miệt mài đèn sắt. Một người vận động viên để đạt được một cái thành tích cao cũng phải rèn luyện trong đau khổ, rèn luyện trong cái cực nhọc mới đạt được cái thành tích. Và cái thành tích đó nó mới đáng được biểu dương và thật là xứng đáng để đón nhận. Qua đau khổ mới vào vinh quang. Chúng ta vẫn cảm nghiệm những cái điều đó trong cuộc đời của mình. Thì ngày hôm nay trong tuần thánh, chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhìn lại, góp nhặt lại tất cả những đau khổ trong cuộc đời, bé hay là những đau khổ to lớn dằn vặt chúng ta. Chúng ta hãy dâng lên cho Chúa, hiệp thông với Chúa và xin Chúa giúp sức cho chúng ta, cho chúng ta can trường, mạnh mẽ, để chúng ta có thể vượt thắng tất cả những đau khổ của cuộc đời, để chúng ta làm cho cuộc đời của mỗi người chúng ta trở nên tươi mới trong ơn nghĩa của Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng đã vượt qua mọi đau khổ và kể cả cái chết, để tiến vào trong cõi sống, vượt qua đau khổ để vào vinh quang. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con cũng vậy, cũng vượt qua đau khổ để vào vinh quang, hưởng hạnh phúc với Chúa. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng. Mọi công nghiệp và ân phúc cứu độ đều bởi giá máu của Chúa Kitô. Vì thế, giờ đây giáo hội nhờ trung gian của Chúa Kitô và công nghiệp của Ngài để dâng lời cầu xin cho những nhu cầu của mình và thế giới. Cầu cho hội thánh. Anh chị em thân mến, ta hãy cầu nguyện cho hội thánh Chúa. Xin cho hội thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cũng ban cho ta được an cư lạc nghiệp,
hầu tôn vinh người là cha toàn năng. Mời cộng đoàn quỳ. Mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa đã cho muôn dân được thấy vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Kitô, là đấng yêu thương gầy dựng hội thánh Chúa. Cúi xin Chúa bảo vệ giữ gìn để hội thánh đang hiện diện khắp nơi luôn tin kính một niềm mà xưng tụng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho Đức Thánh Cha. Ta hãy cầu cho Đức Thánh Cha Francisco. Chính Chúa đã chọn người giữa hàng giám mục, xin Chúa cũng ban cho người luôn an khang để lãnh đạo toàn thể dân thánh. Mời cộng đoàn quỳ. Mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tuyên chọn Đức Thánh Cha Francisco và trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà ân cần săn sóc giữ gìn người, để nhờ người đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho hàng giáo sĩ và giáo dân. Ta hãy cầu cho Đức Giám mục Gioan của giáo phận chúng ta, cho hàng giám mục, linh mục, phó tế cũng như mọi người phục vụ dân thánh, và cho toàn thể cộng đoàn tín hữu khắp địa cầu. Kính mời cộng đoàn quỳ. Mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn và thánh hóa toàn thể hội thánh. Nay chúng con tha thiết nguyện cầu, xin Chúa thương cho mỗi thành phần hội thánh biết theo ơn đặc sủng Chúa ban để trung thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho anh chị em dự tòng. Ta hãy cầu cho anh chị em dự tòng. Xin Chúa thương soi sáng tâm hồn họ để họ được hiểu biết Chúa hơn. Xin người mở lượng từ bi ban cho họ ơn tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy, để họ được thứ tha tội lỗi và trở thành chi thể của Chúa Kitô. Mời cộng đoàn quỳ. Mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa làm cho hội thánh không ngừng sinh thêm nhiều con cái. Xin cho anh chị em dự tòng được thêm lòng tin kính và hiểu biết Chúa hơn, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy và gia nhập đoàn nghĩa tử của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho mọi tín hữu được hiệp nhất. Ta hãy cầu cho mọi anh chị em cùng tin vào Đức Kitô và đang cố gắng sống theo sự thật. Xin Chúa thương quy tụ và gìn giữ tất cả trong hội thánh duy nhất của Người. Mời cộng đoàn quỳ. Mời cộng đoàn đứng.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn làm cho những ai ly tán được trở về đoàn tụ, và những kẻ xung vầy được luôn luôn hiệp nhất. Xin Chúa thương nhìn đến đoàn chiên của Đức Kitô và cho mọi người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy được mãi mãi đoàn kết với nhau nhờ sống cùng một đức tin toàn vẹn và chia sẻ một đức ái vững bền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho người Do Thái, ta hãy cầu cho người Do Thái. Cha ông họ là những người đầu tiên đã được nghe Chúa phán dạy. Giờ đây xin Chúa làm cho họ càng ngày càng yêu mến danh Thánh Chúa và trung thành với giao ước của Người. Mời cộng đoàn quỳ. Mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã hứa ban ơn cứu độ cho tổ phụ Abraham và con cháu của Người. Xin Chúa thương nghe lời hội thánh cầu nguyện cho dân tộc Chúa đã chọn xưa kia, cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ viên mãn của Đức Kitô, đấng hằng sống và hiền trì muôn đời. Cầu cho người ngoài Kitô hiểu, ta hãy cầu cho những người ngoài Kitô giáo. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, dẫn đưa họ vào đường cứu độ. Mời cộng đoàn quỳ. Mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho những người tuy không tin vào Đức Kitô nhưng trước mặt Chúa vẫn ăn ngay ở lành, được hồng ân tìm thấy chân lý. Xin cùng ban cho chính chúng con ngày càng biết tương thân tương ai và thiết tha sống kết hợp với Chúa, để trước mặt thế gian chúng con có thể minh chứng rằng Chúa chính là tình thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho người vô thần, ta hãy cầu cho những người không nhận biết Thiên Chúa nhưng vẫn sống theo lương tâm ngay thẳng. Xin cho họ một ngày kia được gặp thấy Người. Mời cộng đoàn quỳ. Mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt vào trái tim con người niềm khát vọng đi tìm kiếm Chúa, khiến con người chỉ được bình an khi đã gặp thấy Chúa. Xin cho mọi người khắp thế gian dù đang sống giữa muôn vàn nghịch cảnh vẫn có thể nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Chúa, và khi thấy các tín hữu sống đời bác ái yêu thương, họ sẽ vui mừng tin nhận duy có Chúa là Thiên Chúa đích thực và là Cha của hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia, ta hãy cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Xin Chúa thương soi trí mở lòng để họ biết hành động theo thánh ý mà tận tình lo cho dân nước được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do. Mời cộng đoàn quỳ. Mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ lòng người và bảo vệ quyền lợi của nhân dân các nước. Xin ghé mắt nhân từ mà ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh đạo quốc gia, để họ biết cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân được thịnh vượng và mọi người được hưởng tự do tôn giáo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho những người đau khổ,
anh chị em thân mến, ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, vũ lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, khử trừ muôn bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục tù, bẻ tan xiềng xích, giữ gìn lữ khách được bình an, đưa kẻ tha hương về xứ sở, chữa lành các bệnh nhân, ban ơn cứu độ cho người đang hấp hối. Mời cộng đoàn quỳ. Mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng ưu, Chúa hàng an ủi kẻ ưu phiền, ban sức mạnh cho người vất vả lầm than. Xin nghe tiếng nhân loại khổ đau nài van Chúa, và ban cho những người lâm cơn hoạn nạn được vui mừng cảm thấy Chúa nhân hậu phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây là nghi thức kính thờ thánh giá Chúa Giêsu. Giáo hội biểu lộ lòng tôn thờ Đức Kitô, đấng đã dùng cái chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Với tất cả lòng tin yêu, chúng ta cùng sốt sắng kính thờ thánh giá. Đây là cây thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Kính mời cộng đoàn quỳ. Mời cộng đoàn đứng. Đây là cây thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Kính mời cộng đoàn quỳ. Kính mời cộng đoàn đứng. Đây là cây thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Kính mời cộng đoàn quỳ.
Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa tham dự nghi thức tôn thờ thánh giá Chúa Kitô. Giờ đây, giáo hội mời gọi chúng ta sốt sắng tham dự phần trước lễ. Qua đó, chúng ta được tham dự trọn vẹn vào hy tế cứu độ của Chúa Kitô. Và vì thế, mỗi lần anh em ăn và uống chén này, anh em loan báo cái chết của Chúa cho đến khi Ngài lại đến. Ý thức và tin nhận chân lý đó, mỗi lần rước rễ, đặc biệt hôm nay, chúng ta quyết dấn thân theo Chúa để chết đi cho tội lỗi, hầu được sống lại với Người. Kính mời cộng đoàn đứng để cung nghinh thánh thể. Vâng, lần Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nhớ Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nhớ chúng con như chúng con cũng tha nhớ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang y chúng con mong đến ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Đây chiên thiên Chúa đi đứng xoa tôi trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Oh,
Kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô chịu chết và sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con. Xin tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà làm cho chúng con tích cực thông phần vào mầu nhiệm cao cả này, để suốt đời chúng con hăng say phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lời nguyện chúc lành trên dân Chúa, xin tất cả, xin quý cha cùng giơ tay hướng về dân chúng để chúc lành. Lạy Chúa, cộng đoàn dân Chúa đây vừa tưởng niệm con một Chúa đã chịu chết vì chúng con và tin tưởng sẽ được phục sinh với Người. Xin Chúa thương giáng phúc dồi dào mà ban cho họ ơn tha thứ và niềm an ủi. Xin cho họ ngày càng thêm tin kính Chúa và vững lòng trông cậy sẽ được ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây chúng ta trong thinh lặng chúng ta ra về, và trong thinh lặng chúng ta tiếp tục để suy gẫm về đường thương khó của Chúa Giêsu. Từ giờ phút này đến vọng phục sinh, vào tối ngày thứ bảy, giáo hội không cử hành thánh lễ nào. Cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta thinh lặng bên mộ Chúa, suy niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Người là nguồn ơn cứu độ. Khung cảnh tĩnh mịch và vắng vẻ của bầu khí phụng vụ giúp ta khám phá ra tính cách nặng nề, hậu quả tai hại của tội lỗi đã là nguyên cớ của cuộc khổ nạn và cái chết tủi nhục của Chúa. Tuy nhiên, bầu khí trầm lặng sám hối lại đang tiềm ẩn một niềm hy vọng lớn lao. Chúa sẽ sống lại để trao ban cho chúng ta một cuộc sống mới. Ánh sáng bình minh của ngày mới đã lóe rạng ở chân trời u tối của tội lỗi và sự chết.